Thưa anh em, đây là máy kéo Kuta 4018 và video này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người lắp cái van thủy lực nghiêng. Đây là ben nghiêng một tay, chỉ một xi lanh nghiêng thôi của kỹ thuật máy KTM. Và nếu anh em quan tâm thì hãy truy cập website kỹthuatmay.vn để biết các cái combo cách lắp và các cái giá thành mọi thứ, mặt bích, co cút, dây tiêu, ben nghiêng đầy đủ của hệ thống xi lanh van thủy lực một tay lắp trên máy kéo 3218, 4018, 5018 và các loại máy Yanma IM3 51357. Đây ốc 12. Đây là các thiết bị cần có này. Thứ nhất là van một tay, đây là van một tay nhá. Thứ hai này, ốc bắt này, cút này, cút gen này. Đây là mặt bích để bắt van đây, để bắt van lên máy. Rồi, cái rất quan trọng là cái mặt bích để lấy nhớt. Mặt bích lấy nhớt này, PT này, để lắp lên trên máy 4018. Đây, rồi dây tiêu, các thứ các kiểu. Xi lanh này là có chống tụt này. Đầu này chống tụt, đấy là van chống tụt nhé. Xi lanh tích hợp chống tụt luôn để tránh trường hợp là đang chạy thì nó cứ nghiêng theo ý của nó sẽ tụt xuống. Rồi cái mặt bích sẽ lắp, đây là mặt bích lắp van, sẽ lắp vào đuôi máy đây. Đây, lắp vào đuôi máy chỗ này, không phải khoan khoét cái gì cả, lắp luôn vào cái con ốc đây. Đây, lắp luôn con bu lông này, đó, lắp luôn bu lông này nha, trên đây luôn. Rồi giờ là tháo ghế ra, rồi tháo ghế ra để lắp cái van mặt bích ở cái mặt bích lấy nhớt. Rồi tháo ghế này, tháo ghế ra này, rồi tháo luôn cái tấm bưởng đây, tháo luôn cái tấm bưởng ở dưới ghế và cái núm đâu nhỉ, à đây, nhớ là cái núm này này là núm rút ra nhé, chứ không phải núm xoay đâu. Nhiều anh em xoay nó vỡ mất cái này đấy, nhiều người xoay là nó vỡ cái mất cái này đây. Cái núm này chỉ rút ra được cái vòi hơi lại đây đấy, xịt luôn nha. Đây này, nhớ cho mình là như thế. Xong đó thầy ơi, làm sạch hết tất cả ấy, các cái vòi hơi đây và lắp làm sạch thật sạch chỗ đây, hơi làm sạch chỗ đây cho em nhé, để tháo cái nắp bưởng này ra, để hỏi lấy cái đấy, tháo cái nắp bưởng này ra để lắp cái bích vào. Đây, thay mấy cái giòn từ đây sang. Đây sang đây là được. Nhưng mà hở giòn là tụt hơi luôn. Dạ. Nhưng mà hở giòn là tụt hơi. Hở giòn á? Hở giòn là tụt luôn. Để mình cho lò cái đất nào. Không, cái đây không cần. Cái này không cần. Đây. Xong đây sang đây. Xong đây sang đây. Đó. Cho nó sạch tí. Đây lau đi. Đấy. Đấy, bắt vô đây. Bà con đây à? Đây. Đây.
Cái gì à? Ừ. Sao không? Mấy giờ rồi? đây là dây tiêu lấy áp từ hộp rùa đây. Phía trên là đến van, còn phía dưới là từ van về nha thưa anh em. Phía trên có chữ P, trên cái mặt bích KTM là có đóng chữ P là đến van, còn chữ T là từ van về. Cũng như trên van cũng có chữ P và chữ T rồi, nên là anh em nhớ lắp P và P, T và T nhé. Đây là sản phẩm hoàn thiện thưa anh em. Và có một vài lưu ý cho anh em này. Hai cái dây từ hộp rùa đến cái van là anh em phải dùng cái dây to để đảm bảo cho cái lưu lượng bơm của trên cái máy ấy, nó chuẩn và nó không bị ì nhá. Còn dây nhỏ là từ van cho đến xi lanh, và xi lanh là lắp bên phải thưa anh em. Và anh em nhớ cho mạnh là cái co cút nó cũng phải có cái lỗ nó đủ lớn để nó thoát được lưu lượng của bơm, không là bơm nó sẽ ì, nó sẽ nóng cái máy, nóng cái hộp số nha anh em. Thì áp thủy lực cao, đó là nó xả áp thủy lực. Rồi anh cứ nghiêng cho em cái. Rồi thưa anh em, đây là ben nghiêng một tay, chỉ một xi lanh nghiêng thôi của kỹ thuật máy KTM. Và nếu anh em quan tâm thì hãy truy cập website kỹthuatmay.vn để biết các cái combo, cách lắp và các cái giá thành mọi thứ, mặt bích, co cút, dây tiêu, ben nghiêng đầy đủ của hệ thống xi lanh van thủy lực một tay lắp trên máy kéo 3218, 4018, 5018 và các loại máy Yanma IM3, 51357. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video tiếp theo.